Alo. Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với trận thi đấu chung kết thứ hai của Hà Nội trong C4. Tỷ số là 2-1. Nhưng Quân có vẻ là lộc hơn cho các game thủ bên phía Hà Nội. Bên mình thì có Egypt Maximilian, ở bên kia thì có Ia Pania và Hit. 2 Ia, 1 Pan và 1 Hit. 3 chém tuyển và 1 cung tuyển. Vâng, chỉ hy vọng là một cung tuyển thỏ ra phía ngoài thế thôi. Cung Hit ở phía ngoài. Và ngoài thì ngoài nhà của Ia, chứ ngoài nhà Pan thì cũng như nhau vậy. Cũng mong là thế xấu thôi. Tôm đi. Và Tôm ở phía trong cầm Minh Hoàng. Danny Maxe. Vô thường Ia. Và cuối cùng Tiểu Bạch Long cầm Ezip. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ tư. Tỷ số là 2-1 rồi. Tôm. Vâng, dâng 2L lên. À, dâng 2 dân lên. Đóng 10L. Rất nhiều đồ ăn ở phía trên này. Dâng chỉ vượt qua nhà Tiểu Bạch Long ở mức độ vừa phải thôi, không quá cao. Hơi thiếu thực. Màn hình máy của game thủ Gunny xem. 25. Rồi, cuối 10. Màn hình máy của game thủ phi thường Yamato.
chém thẳng đầu cánh luôn. Vậy là chỉ có Tiểu Bạch Long làm chủ lực ở trận thi đấu này thôi. Đây rồi, như vậy là gặp nhà đối thủ Vietlove rồi. Vâng, Vietlove cũng là người cầm IA. Pan chơi vào đấy trước, sau đó thì vâng, IA cũng có ngựa giò ở đây rồi. Nhưng đây là một con ngựa giò công giáp đầy đủ đến từ game thủ phi thường. Rất chịu khó công nghệ, các bạn có thể thấy là rất chịu khó công nghệ. Ăn được toàn bộ nông dân đang ăn hoang ở nhà, à đang ăn con voi dở ở nhà của đối thủ Vietlove. Phía trong còn có hàng, nhưng tôi lo ngại bắt đầu có những con người chém nở ra. Lên lớp không để ý trong tuần này. Rồi, được thêm hai nông dân nữa. Không, như vậy là một nông dân thôi, sau đó té, 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 té. Rồi, lượn, lượn, lượn. Một L. Chờ gỗ để lên L2. Rất may tỉnh ngô rồi, không bị chốt một thêm một chiếc E. Tiểu Bạch Long tham lai 26. Ố! Không một ai đánh cung. Không, không có ai đánh cung. Chưa hiểu. Không có ai đánh cung chủ lực trong bài này. Phi thường là người tham lai 24/24. Một bài tứ chém. Tương đối dị. Tuyệt lớp vẫn đang chảy đều với những con chém của mình. Đang chảy rất đều. Ăn được một con người chém đầy máu. Tôi nói ổn. Các nhà còn lại đi. Tôm tham lai 25. Min Oan đánh cung. À xin lỗi bạn, đánh chém và thiêu bánh xe. Không được rồi. Mỹ Đình là bắt đầu có những con người ấy đi đẩy ra phía ngoài. Khó. Đang đi 21 dành cho Max C. Vô thường 24. Và cuối cùng là Tiểu Bạch Long tham lai 33. Tiểu Bạch Long cầm lấy zip và đánh chém. Khó rồi. Vâng, Tiểu Bạch Long đi sai rồi. Hai đều. Chưa hiểu được chiến thuật.